anh Giang bắt đầu anh lên cái cây còng này các bạn. Cây còng này nó không to gì mấy, nhưng mà gốc nó hoành khoảng 130-140. Lần này nó cũng chia hai đọt, tàn rất là lớn các bạn, tàn mang rất là nhiều. Có cây cầu mới bắt của ổng nha, ông chú mới bắt cây cầu này, trời sập cây cầu này nha. Xém vô cái xe của Giang vô cây luôn rồi. Cây này chủ yếu lấy nát thôi mà, lấy củi được thôi chứ chỉ lấy được khúc đoạn trên này với khúc gốc. Tại này là anh Trang anh giao cây đó. Lâu lâu anh thằng nhà mình sẽ chỉ làm nát của ta làm cái điều là gì là khỏi đi, xe nhà mà sao gì. Có gì anh Trang anh mua cho nó chiếc xe mới mà. Ê chết kìa, chết kìa. Ông mày, thằng này nó hay chơi lắm, lúc nào gần chạy không kịp nữa đó. Xe nghe nó. Dẹp dẹp cho xe tao qua cái gian ơi. Oh.
là trời nãy nó để dẹp cái. Tới nặng không có đắng lên à. Trời ơi là trời, tức là nạt nạt kệ ba người ta. Chạy qua đây thì vòng vòng có sao đâu. Đâu nhưng mà để cục cây mà. Trời ơi. Nó xuống mé đi cho người ta qua đi. Xuống này mé bả này tao điện xuống đi, cái nhánh nữa mà quất hai nhánh nó dưới quất khúc này là đống góc luôn rồi. Rồi lên nó tiếp tục mé hai cái được này các bạn. Cái đường nhỏ nhưng mà xe rất là nhiều nha. Rồi. Ê. Cái cầu ở dưới không mới bắt đó. Đúng rồi, vậy đó. Trời không chơi gì đâu có ghen. Yeah.
đúng rồi, ngang nè, không đi ngay chút ba đi. Đẻo ngay đó đó, người quất cái gốc luôn. Xuống đây đứng bậc thang lên, lấy nhánh cây này bắt lên, chỗ đó có thể đứng không? Mở miệng xong nha các bạn. Xong hết rồi. Xong rồi, kết thúc video đây nha. Giết anh rồi. Các bạn ơi, video sau nha. Bye bye các bạn nha. Tắm tắt đây. Đúng rồi, cái này nó phát xuống là ngon nè. Hai. Lỗi này lỗi gần. Bỏ 5 tắc cây kìa. Lỗi cũng đẹp. Ông như vàng chết luôn. Hay quá. Tao lo tao dẹp, nó cắt cho tao hay. Cây nhờ dài chút cắt. Xong mình kết thúc video đây các bạn. Hẹn các bạn lên video sau nha. Còn cây nữa. Bye bye các bạn nha. Cây này lỗi găng cũng đẹp quá các bạn. Thằng nào? Thì đúng ra là phát xuống lấy thêm được khoảng 3-4 tắc nữa mà. Cho nên càng là anh hơi tiếc nè. Phát chỗ này ra bắt đầu được khoảng mấy tắc nữa.